Wow, 5 thằng level 100. Vãi cả liền. Vô nè anh hai. Ok, nó có tiền bay kìa. Ồ, hai tem đoạn con mẹ nó. Ra được vào. Nhà này sống được vào. Nắm một thằng trong nhà. Nó tiếp nè. Ui, má nó đông, vãi cả luôn. Liêu chưa? Còn. Trong nhà còn, ok. Rồi, ok. Ê, người trong lưng anh ơi. Có thằng bán ảnh đâu không? Biết. Em nghe. Đắp anh rồi, đọc không? Sắp rẻ tiền rồi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Còn sao nó bắn cho mặt sắc mặt. Định cắm xuống nữa vô trước nó, hay rồi cắm xuống lại thiếu hơn, quá lượng. Go. Đồ bom này nó im im mà lút nó đeo bằng nhau luôn kìa. Hay là nó chết rồi, tại xa không em? Xa gì, có 200 mét mà xa gì. Đây đâu nghe tiếng súng mà. Chưa phải là nó lút à? Nó chưa bắn rồi. Nó đang kè nhau rồi. Này người phê nó người anh này nào bỏ đầu này. Enemies ahead. Yếu rồi trong nhà. Vô nhà rồi này, tầng 2 này. Nhà bên cạnh, ok, nhà bên kia. Nhà nhỏ nữa. Mày lì hả mày. Khổ thân còn y tá. Có người chạy tới rồi nè. Người chạy tới trước mặt này hướng E này. Ok. Rồi em cắn miếng nước đã. Cái này cái nhà này nè, nhà chấm vàng trước mặt nè. Đang nghe tiếng chạy này. Yếu nè. Enemies yếu rồi, thằng lồn yếu rồi. Đúng rồi. Còn một nữa mới chạy vô nè. Bộ nó vô. Biết. Trong nhà luôn. Trời đất. Phải bo vào rồi à. Phát ơi, nếu có cái phát nào cho chị bo má. Có đây đốt rồi. Chưa cho cái này, lấy xe đi vào bo đi. Đâu. Lấy xe vô, xa quá. Xe quán thành nữa này. Ngày mất nhau đã gặp nhau, tự mình lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã đứng rồi lại ngã nơi tim anh rồi. Chẳng đồng ý, dù lòng sẽ không thôi. Đợi vui trốn khi ước về nhìn đâu. Chạy sắp mặt nữa.
Ở đâu người trái hay phải khu nhà nó hay sẽ dừng xe cho khu nhà. Bên phải. Cái nó vừa chạy vô bo rồi. Đánh cầu rồi anh. Bên phải có rồi, mình đánh cầu rồi. Đây. Nó bắn lọt lên rồi. Cầu thì tầm này chắc có rồi. Chứ nó cam cầu luôn ấy chứ. Có đụng máng này bắn em vậy. Đấy. Cái gì bắn tới đây luôn nào. Chắc lên cầu, bên cầu nó bắn qua đấy. Cho anh xin đi. Con này nhỏ mà còn 18 thằng luôn mà. Khu nhà trước mình cũng có. Mù mà sao nó bắn kìa vậy ta. Ôi bờ sông bên kia rồi nữa. Đánh cầu anh ơi, đánh cầu anh ơi. Cầu đang bắn thì mà đánh cầu đi. Ok. Ừ, chỗ nhà, chỗ đồ nhà trống lắm. Còn nước đi. Đây nước đây. Chỗ đồ nhà trống lắm. Rồi bơm nước đi nè, bơm nước chơi nè. Nước đâu? Đây. Nước đâu? Dưới chân em ấy. Ok, đang nước đây. Thôi này. Đúng bé chặt kìa. Nó đâu nè anh ơi. Enemies ahead. Còn một thằng ngay dưới đây nữa. Enemies ahead. Bên phải có, bên phải cũng có. Bên phải có hai thằng này. Thôi. Từ nha, mình cần nghiên cứu trong bo đi. Qua phải đi, qua trái nó kẹp giò á. Má nó xoáy gơ vậy. Xuống đây được rồi này, nó ở trong khu nhà, nó trong nhà. Nắm một phần trong nhà. Nó tiếp này. Ui, má nó đông, vãi cả lồn. Liên chưa. Còn. Trong nhà còn, ok. Rồi Lia, chờ cái tem này, Lia còn tem khu nhà thôi. Anh lấy cấp 6 không? Cảnh 8 nè. Em cấm M24 xa lên rồi. Má quà liếm 4 thằng liền, phải lờ thiệt. Nè, cấp 6 nè. Thiệt mẹ mắn này, đéo có thằng nào có bắn đạn luôn à. Ê, người sau lưng anh ơi. Có thằng bắn anh, đồ phạm. Biết. Em nghe. Nóc hết rồi, gặp phát. Nó đang quay liền. Mày nó bắn ai vậy? Còn mày này, mày bắn ai mày bắn đi. Tao cứu đồng đội tao cả. Em thắng đây, em thắng. Hai nó đang bắn nhau. Từ, em cho thằng này nóc vào được. Sao có người, phía sau có người. Nữa hả? Mà em cứ giật quá. Thế nào vậy? Okay. Lắp một. Đẩy luôn phía sau đi. Quanh nét bừa này. Ủa má nét trúng nó trúng quăng ngược lại con mẹ nó. Bị sờ móc mà có thằng nét sờ móc. Đây trước mặt ra. Đi rồi. Đó, nó sái đó. Trúng 30 NE này. Đây. Đụng má trước mặt em luôn. Yếu rồi, nó yếu rồi. 30 NE ấy. Đúng rồi, ok. Bỏ cho nó cứu không được, xuống đây cứu em. Rồi. Tại vì em thấy có một thằng à. Để xem bóc.
Tôi sẽ ngoài anh chạy tới anh kia thằng đó đi. Em bom béo rồi. Ok. Nó đang bò đây. Bò bên này chắc. Lấy nó bên này phải. Ừ. Cứ thả cho nó bò. Má sao em bì nó mày giáp luôn mẹ. Hạ thằng luôn đúng không? Nằm nằm em bom béo quá nha. Em bom nước cho lộn. Anh chết kìa. Nói chung đi chung đi chung đi, đỡ đỡ mấy con hai thằng nó gạn luôn á. Còn một mình em khó lắm, chờ em chút em bơm hai lon nước hả? Đánh qua cái đồi bên trong bo luôn anh ơi. Đi. Tí nữa qua đường khó lắm. Đánh qua cục đá này nè. Enemies ahead. Đánh vào nhà không? Đánh vào của nhà đây, của nhà giữa bo, đánh vào của nhà đi. Thay. Đúng nào. Enemies ahead. Ok ok ok. Cái tên núi hướng đó. Enemies ahead. Ok ok. Đó, cái tên này, cái đồ của đấy. Nó mới bắn ăn hộp viên. Má thành vậy. À thái này, em thái này. Đúng má. Bỏ đâu một thằng này. Đóng một. Đợi này, em đợi cho. Ok, đá. Enemies ahead. Mấy này chết chắc. Cúi gì? Đủ má 11 kill rồi phải lâu 11 kill rồi gắt. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký giùm đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.